Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đài Bắc, Trung Quốc tập trận ở eo biển Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kit Crutch ngày hôm qua ngày 17 tháng 9 năm 2020 đã tới Đài Loan. Sự kiện này đã làm chính quyền Bắc Kinh nổi đoá Hôm nay, Trung Quốc thông báo tiến hành tập trận ở eo biển Đài Loan. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhậm quốc cường, tức là Ren Guoguang, được AFP trích dẫn tuyên bố hôm nay quân đội Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chiến đấu gần sát eo biển Đài Loan. Đại diện quân đội Trung Quốc còn nói rõ, đây là một hoạt động chính đáng và cần thiết để bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và được tiến hành để đáp trả tình hình hiện nay tại eo biển Đài Loan. Quân đội Trung Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận, nhưng luôn luôn tuyên bố là không nhằm vào một nước hay lãnh thổ nào. Lần này, Bắc Kinh không kìm được sự tức giận và nói thẳng mục đích cuộc tập trận là do tình hình Đài Loan. Trong khi đó, tại Đài Loan, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Crouch có các cuộc tiếp xúc và tham khảo với giới chức Đài Loan. Về mặt chính thức, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tới Đài Loan để tham dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống Lý Đăng Huy. Theo lịch trình, ông Crouch sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Đài Loan và sẽ được Tổng thống Thái Anh Văn tiếp vào tối nay Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Đài Loan chuẩn bị ký với Mỹ với hợp đồng mua nhiều loại vũ khí. Một dấu hiệu thể hiện sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Mỹ đối với Đài Loan. Chính quyền Washington và Đài Bắc chuẩn bị ký kết các hợp đồng mua bán thiết bị quân sự, trong đó có ít nhất 7 loại vũ khí khác nhau. Các giao dịch này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Trung căng thẳng và Bắc Kinh liên tục đe dọa Đài Bắc. Nếu được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, đây sẽ là một trong những đợt chuyển giao vũ khí lớn nhất của Mỹ cho Đài Loan. Từ Đài Bắc, thông tin viên Adrian Seymour gửi về bài tường trình. Min, tên lửa, drone, máy bay tự hành để ngăn chặn Trung Quốc xâm lược hòn đảo, theo hãng tin Reuters đó là các loại vũ khí nằm trong những hợp đồng mua bán thiết bị quân sự mà đài loan dường như chuẩn bị ký với hoa kỳ cho đến lúc này chính quyền đài loan tuy không thừa nhận việc mua cùng một lúc nhiều loại vũ khí nhưng cũng không bác bỏ thông tin là đang có các cuộc thương lượng về việc này nếu được ký kết thì đây sẽ là những hợp đồng lịch sử từ trước tới nay washington chưa bao giờ ngừng cung cấp vũ khí cho đài bắc nhưng chỉ làm dưới dạng nhỏ giọt để tránh gây căng thẳng với bắc kinh do vậy đây là lần đầu tiên trong chính sách mỹ lên kế hoạch tăng cường xét nghiệm covid Các nhà sản xuất Mỹ đang tăng cường sản xuất các bộ xét nghiệm COVID nhanh, rẻ nhưng ít chính xác. Nhắm tới trước cuối năm, có thể xét nghiệm cho 100 triệu người mỗi tháng, giúp trường học và công sở mở rộng đáng kể việc xét nghiệm. Nguồn tin của các nhà sản xuất và chính phủ nói với Reuters là hơn nửa chục bộ xét nghiệm kháng nguyên có phần chắc sẽ được cấp phép vào cuối tháng 10. Các nguồn tin này cho hay khi việc sản xuất các bộ xét nghiệm mới được phép phối hợp với các loại trần đoán được chấp thuận trước đây vì khả năng xét nghiệm tổng cộng hàng tháng sẽ vượt quá 200 triệu mỗi tháng vào cuối năm. Khác với phương pháp trần đoán, phân tử có chi phí trên 100 đô la đang chiếm đa số tại Mỹ, vốn đòi hỏi phải gửi đến phòng xét nghiệm và thường mất vài ngày mới có xét, mới có kết quả xét nghiệm kháng nguyên có thể chỉ tốn 5 đô la. Xét nghiệm này có thể làm ở bất cứ nơi nào và đưa ra kết quả trong vòng vài phút. Việc này mở ra khả năng rà soát thường xuyên tại trường học. Các cơ sở doanh thương, ngay cả những người không triệu chứng và là một công cụ quan trọng để chế ngự virus bùng phát trong tương lai, các chuyên gia nói. Xét nghiệm kháng nguyên phát hiện một vài chất đạm từ COVID trong những mẫu lấy từ miệng hay cổ họng, tương tự như xét nghiệm nhanh về viêm cổ họng tại văn phòng bác sĩ. Giám đốc FBI tin tặc Trung Quốc, Nga đang phá nghiên cứu vaccine COVID của Mỹ. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Gray hôm 17 tháng 8 nói với một ủy ban hạ viện rằng tin tặc nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, đang cố gắng đánh cắp công nghệ nghiên cứu và thử nghiệm vaccine COVID-19 của Hoa Kỳ và cản trở chính phủ nước này chống dịch. Trang Breitbart đưa tin, trong phiên điều trần về các mối đe dọa đối với Mỹ do Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện tổ chức, hàng nghị sĩ Sarchez Torres Moore cho biết, theo các quan chức tình báo Mỹ, tin tặc Trung Quốc và Nga đang sử dụng các công cụ mạng để đánh cắp nghiên cứu y sinh của Hoa Kỳ dùng trong phát triển vaccine COVID-19. Các quan chức cũng bày tỏ lo ngại về khả năng tin tặc Trung Quốc và Nga cản trở nỗ lực phát triển vaccine của Mỹ. Bà Small chất vấn ông Ray rằng FBI đang có động thái gì để chống lại tin tặc nước ngoài, cũng như phối hợp với các tổ chức dược phẩm, học thuật để tăng cường khả năng phòng thủ trước hoạt động tấn công mạng. Ông Navani có thể bị đau độc trong phòng khách sạn. Các cộng sự của ông Navani cho biết, chất độc thần kinh Novichok được tìm thấy trên một chai nước trong phòng khách sạn nơi ông Navoni lưu trú khi đến thành phố Tomsk Siberia theo bản tin hôm thứ năm ngày 17 tháng 9 của Fox News. Trước đó có thông tin cho rằng nhà phê bình điện Kremlin đã bị đầu độc sau khi uống trà bị bỏ độc tại sân bay trước khi đáp chuyến máy bay từ Tomsk trở về Moscow một phòng thí nghiệm của đức đã tìm thấy dấu vết của novichok trên một chai nước lấy từ phòng khách sạn tomsk những công sự của ông novoni cho biết và sau đó ba phòng thí nghiệm khác lấy mẫu của ông alex lấy mẫu của alexe đã chứng minh rằng anh ấy bị đầu độc bởi novichok giờ thì chúng tôi hiểu rằng việc đó đã được thực hiện trước khi anh ấy rời phòng của mình để đến sân bay Mỹ có thêm đạo luật chống Bắc Kinh. Hôm thứ Năm, 17 tháng 9, các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ đã công bố một đạo luật huy động 350 tỷ USD cho một kế hoạch đối đầu với chính quyền Trung Quốc, theo SCMP. Dự luật có tên gọi là đạo luật lãnh đạo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Trung đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, cùng với việc các nghị sĩ lưỡng đảng, có sự đồng thuận rằng Trung Quốc dưới thời lãnh đạo Tập Cận Bình đã trở thành mối đe dọa đối với sự ổn định toàn cầu và lợi ích của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Trong một bản tóm tắt về đạo luật được công bố hôm thứ năm, Đảng dân chủ cho biết dự luật của họ dự định tăng cường chuỗi cung ứng y tế của Hoa Kỳ, hỗ trợ các công nghệ mới như 5G và trí tuệ nhân tạo, đồng thời chống lại hành vi kinh tế cướp bóc của Trung Quốc, bao gồm hành vi trộm cắp, trộm cắp tài sản trí tuệ, bán phá giá và thao túng tiền tệ. Vào tháng 7, các thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện cũng đã giới thiệu một đạo luật khác của riêng họ để đối đầu với Trung Quốc. Trung Quốc ra sách trắng khoe thành tích ở Tân Cương. SCMP đưa tin Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9 đã công bố một sách trắng khẳng định rằng kể từ năm 2015 tới năm 2019, tính trung bình mỗi năm họ đào tạo nghề thành công cho 1,3 triệu người. Về với tiêu đề Việc làm và quyền lao động ở Tân Cương, sách trắng cho biết chính quyền khu vực đã tổ chức đào tạo định hướng việc làm về tiếng Trung với kỹ năng nói và viết chuẩn, cung cấp kiến thức pháp luật, bí quyết chung cho cuộc sống đô thị và kỹ năng lao động để cải thiện cấu trúc của lực lượng lao động và chống đói nghèo. Chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc giam giữ khoảng hơn một triệu người dân tộc thiểu số ở Tân Cương để tẩy não và cưỡng bức lao động. Tuy nhiên Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc và khẳng định rằng không hề có cách trại cải tạo mà phương Tây và các nhóm nhân quyền quốc tế nói tới mà đó chỉ là các trung tâm đào tạo nghề nghiệp. Các nhà quan sát nhìn nhận Bắc Kinh đã gián tiếp thừa nhận quy mô của các trại cải tạo ở Tân Cương thông qua sách trắng của Quốc vụ Viện. Mỹ chưa tính kế hoạch rút quân khỏi Hàn Quốc. Hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết hiện chính quyền Trump chưa thảo luận về khả năng rút quân khỏi Hàn Quốc, theo John Hạp. Tất nhiên, những vấn đề này đều cần sự hợp tác. Vì vậy, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của Hàn Quốc. Nhưng không có cuộc thảo luận nào về vấn đề đó rút quân khỏi Hàn Quốc tại Bộ Ngoại giao. David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, nói chúc Ủy ban đối ngoại của Thượng viện. Khi được yêu cầu xác nhận việc chính phủ Mỹ còn dự định rút quân khỏi Hàn Quốc như các đồn đoán hay không. Các báo cáo gần đây cho thấy Tổng thống Trump đã ám chỉ khả năng giảm quân số của Hoa Kỳ ở Hàn Quốc nhằm gây lực nhằm gây áp lực trong các cuộc đàm phán ở Seoul về việc chia sẻ chi phí quân sự cho 28.500 quân Mỹ đồn trú ở bán đảo Triều Tiên. Hiện các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Mỹ và Hàn đang đình trệ, Seoul đã đề nghị tăng mức đóng góp hàng năm lên tới 13% từ mức 870 triệu US dollars mà họ đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ vào năm ngoái. Nhưng Washington được cho là đang yêu cầu mức tăng đột biến lên tới 50%, tức là 1,3 tỷ US dollars người gốc Việt ở Mỹ ủng hộ ông Trump hơn ông Biden. Theo kết quả khảo sát do trang APIA vote công bố hôm 15 tháng 9, đa số người gốc Việt ở Mỹ muốn Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới. Khảo sát được tiến hành từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9, với 1.569 cử tri bằng tiếng Anh, Trung, Hàn và Việt với những người gốc Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Philippines. Trong số những cử tri gốc Việt đã đăng ký đi bầu, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump là 48%, trong khi cho ông Biden là 36%. Đa số cử tri gốc Á cho biết sẽ ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ ở các cuộc chạy đua vào Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Tuy nhiên, một lần nữa, nhóm người gốc Việt lại nằm ngoài xu hướng này. 38% cử tri gốc Việt ủng hộ Đảng Cộng Hòa, trong khi 28% ủng hộ Đảng Dân Chủ và 34% là những người trung lập về đảng phái. Bắc Kinh phản ứng việc quan chức Mỹ tới Đài Loan. Hoa Kỳ hôm 16 tháng 9 thông báo cử Thứ trưởng Ngoại giao Keith Crouch đến hòn đảo dự tăng lễ của cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy. Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bân hôm nay tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối chuyến đi của Thứ trưởng Kratz, cũng như bất kỳ trao đổi chính thức nào giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Trung Quốc sẽ đưa ra phản ứng cần thiết tùy thuộc vào diễn tiến tình hình ông buông. Ông Ung tuyên bố, song không nêu chi tiết. Chi tiết mới về vụ đầu độc ông Novani Reuters đưa tin, đội ngũ của Novani hôm nay cho biết chất độc thần kinh Novichok được sử dụng về đầu độc nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Novani được phát hiện trong một chai nước ở phòng khách sạn của ông ở thành phố Tomsk, Siberia trái với nghi ngờ ban đầu là ông bị đầu độc trong quán cà phê ở sân bay. Một video được đăng trên tài khoản Instagram của ông Navani hôm nay cho thấy các thành viên trong đội ngũ, đội ngũ của ông đang kiểm tra văn phòng ông vừa rời khỏi ở khách sạn Sander, thành phố Tomsk, Siberia, Nga ngày 20 tháng 8, một giờ sau khi họ phát hiện Navani đổ bệnh một cách đáng ngờ chúng tôi quyết định thu thập mọi thứ được cho là hữu ích và sẽ giao chúng cho các bác sĩ Đức. Đội ngũ viết trên Instagram của Novani cho rằng việc Nga sẽ không điều tra sự việc là rõ ràng. Hai tuần sau, một phòng thí nghiệm của Đức phát hiện dấu vết của chất độc thần kinh Novichok chính trên chai nước thu từ phòng khách sạn ở Tomsk theo bài đăng. Hoa mộc lan bị lạnh nhạt trong ngày đầu công chiếu ở Hồng Kông. Bộ phim Hoa Mộc Lan của Walt Disney đã công chiếu hôm nay tại Hồng Kông, tuy nhiên không giành được sự ủng hộ của người dân theo Reuters. Các nhà hoạt động, dân chủ đã kêu gọi tẩy chay bộ phim này do nữ diễn viên chính Lưu Diệp Phi đóng vai Hoa Mộc Lan ủng hộ cảnh sát Hồng Kông trấn áp người biểu tình. Ngoài ra, bộ phim xuất hiện những cảnh quay tại Tân Cương, nơi Bắc Kinh bị tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Hầu hết các rạp ở Hồng Kông đã có buổi chiếu phim Hoa Mộc Lan đầu tiên vào sáng nay. Nhà hát Mong Kok Broadway chỉ bán được một phần ba số vé, ít hơn khoảng 20%, so với bộ phim địa phương được ra mắt cùng lúc. Tại rạp chiếu phim Festival Grand ở một quận khác, số người mua vé xem Hoa Mộc Lan cũng ít hơn so với bộ phim khác. Lính cứu hỏa Mỹ ca hát sau 14 tiếng chiến đấu với cháy rừng. Nhóm lính cứu hỏa ở bang Oregon, Mỹ nằm bệt trên con phố đầy khói bụi, cùng nhau ca hát sau một ngày dài kiệt sức đương đầu với cháy rừng, theo CNN. Đội trưởng Theodore Henner, cho biết đội cứu hỏa của Anh có 20 thành viên đến từ thành phố The Dolly, hạt Wasco, bang Oregon, đã kết thúc ngày dài mệt mỏi hôm 14 tháng 9 sau 14 tiếng liên tiếp chiến đấu với cháy rừng. Heiner nói thêm dù cả đội đã thấp mệt, Nhưng người lính cứu hỏa vẫn lạc quan, chế lời bài hát, đưa tôi đi xem bóng chảy, thành những câu dành cho chữa cháy đưa tôi đáy đám cháy, đưa tôi ra tiền tuyến, đem tới cho tôi những người thọ, cưa và cuốc. Tôi chẳng quan tâm liệu mình có trở về nhà được hay không. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Điểm tin Thế giới đến đây xin kết thúc. Ngọc Dung xin thân ái, kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn lại trong chương trình kỳ tới kính chúc quý khán thính giả và toàn gia quyến một ngày an bình và thịnh vượng